Hôm nay hai mẹ con mang cái máy cắt tóc ra cho, để cắt cho cái anh vô gia cư. Mà đi bây giờ là trời đang là mưa đá cô chú anh chị và các bạn ạ. Rất là lạnh. Hiện tại hai mẹ con trùm rất là nhiều lớp. Sang quay lại cho cô chú anh chị và các bạn xem là cô chú anh chị các bạn thấy hết hồn luôn. Thấy không ạ? Sang Thị Nở xin chào cô chú anh chị và các bạn. Mình là Sang, chào mừng các bạn đến với kênh Sang Thị Nở Cuộc Sống Bỉ. Hiện tại ngày hôm nay á, Sang đang đứng ngay ở trên chỗ cái cầu này á, là nhiệt độ có 1 độ thôi ạ. Vào ban đêm thì nhiệt độ xuống thấp hơn là trừ 2 độ. Rất là lạnh. Nhưng mà không sao, hôm nay Sang tranh thủ ra đã hứa cắt tóc cho cái anh vô gia cư đó. Thì hôm nay mình tranh thủ mình ra một chút để cắt tóc cho anh ấy. Ở trong chỗ người vô gia cư đó thì Sang thấy là Iwan là người Sang vô gia cư đó thì Sang thấy anh ta là người rất là sạch sẽ, thường xuyên cắt tóc và gọn gàng, rất là gọn gàng ạ. Cô chú anh chị và các bạn đừng có giật mình nha. Tại hôm nay trời lạnh cho nên là hai mẹ con mặc nhiều đồ lắm. Vậy nha cô chú anh chị và các bạn, hẹn cô chú anh chị và các bạn ở chỗ mà anh vô gia cư nha. Người đồng hành cùng với Sang vẫn là cameraman nhỏ tuổi. Và hôm nay anh ấy cũng là mặc rất là nhiều đồ và đã ướt hết rồi cô chú anh chị và các bạn ạ. Ướt hết trơn rồi, tội nghiệp quá à. Mưa nó rớt xuống là mưa đá đó các bạn. Rất là lạnh. Mà thời tiết mưa như thế này Sang không biết là có cắt được tóc cho cái anh vô gia cư hay không đó. Tại vì cắt tóc phải đi ra ngoài cắt chứ đâu có cắt được ở trong cái chỗ có lều đâu ạ. Dạ, đầu tháng 1 đó, Sang có nhận được số tiền của trưởng lão khất cái 241,15 euro có gửi để giúp cho những người vô gia cư. Và số tiền đó Sang đang giữ ở đây, khi nào mà Sang gặp những cái gia đình nào có bé gái tội nghiệp và đáng thương thì Sang sẽ sử dụng số tiền của trưởng lão Sang giúp cho các cô bé đó nha, thưa trưởng lão. Sang thay mặt người vô gia cư ở Bỉ cảm ơn trưởng lão rất là nhiều. Đầu tiên thì Sang cũng đã chích 50 euro để tặng cho bà cụ ngồi xin tiền ở nhà ga đó rồi đó thưa trưởng lão. Sang đang có mặt ở chỗ nhà ga này rồi thưa cô chú anh chị các bạn. Và hiện tại ở bên ngoài trời vẫn đang còn mưa. Mưa nhưng mà mưa nhỏ nhỏ nhỏ. Bây giờ Sang sẽ đi ra chỗ mà anh vô gia cư nha. Thường thường thì khi ra ngoài đó thì Sang đi ở đây nè. Trời vẫn đang còn mưa lạnh lắm. À, Sang thấy, Sang có nhìn thấy Iwan đang ở kia kìa. Rồi, Iwan đang ở kia. Để Sang tới chào anh ấy cái nha. Đang nói chuyện với một người bạn. Bonjour. Oui. Ça va? Ça va? Anh đang nói với Sang anh hút thuốc và uống bia. Là bên ấy à chez toi? Vous. Chez toi? Ouais. Cái giỏ của Iwan rách hết trơn rồi, Sang chưa có đi mua được cho anh ta cái giỏ mới. Lần sau Sang sẽ đi J'arrive. Lần sau Sang đi chợ rồi Sang sẽ mua cho Iwan cái giỏ mới ha. Rách hết trơn rồi, tội nghiệp quá. Sang thấy râu tóc của Iwan á, dài rồi, mọc dài rồi. Chắc anh ta cũng đang là chờ mình để ra cắt tóc cho Iwan á. Iwan aujourd'hui thử ra. Nè, je prends avec le machine pour couper les cheveux. Wow, oui. Magnifique. Magnifique. Je peux couper les cheveux pour toi? Non, non, maintenant non. Aujourd'hui non.
Aujourd'hui, pourquoi? Après les parties installées, après les commissaires de l'Oban, les commissaires de camarades, les parler, après va venir les polices, expliquer comme ça des passeports, les expliquer. Iwan có nói với Sang là ngày hôm nay á, anh Iwan rất là bận. Hôm chút nữa là phải đi đi xuống dưới kia có một chút công việc rồi đi ra chỗ cảnh sát cho nên là thành ra là hơi bận. Đi đến Ambassade là đi đến chỗ mà đại sứ quán của Iwan á, chắc là lo về cái vụ mà giấy tờ đó, mấy giấy tờ của Iwan mất hết rồi á, bắt bo cũng mất luôn. Nếu mà làm lại giấy tờ thì phải đi đến chỗ Ambassade. Ok, vậy va venir l'après-midi, le commissaire de police. Determine ça pour moi. Đây này, anh cho Sang xem cái giấy tờ của anh là phải đi làm những cái giấy tờ gì đó mà. Le datum le commissaire expiré. Le termen après l'ambassade, le nouveau passeport. Đây này, đây là giấy tờ của Iwan á. Thì passport, cái này là passport phải không? C'est passport. Thì phải đi làm lại. Đây là số của passport và phải đi làm lại cái passport này. Tại vì bị mất rồi. Có cái giấy, có cái giấy sẵn. Giấy tờ thì Iwan kỹ giờ giữ rất là kỹ. Bỏ vô trong những cái bịch ni lông như thế này để không có bị để không có bị ướt. Bla 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 avisu comme ça l'expirer le passeport le datum le comme ça. Demain ou lundi? Lundi, ouais. Oui, à lundi. Non, lundi c'est pas possible. Moi les parties le docteur le comme ça parler c'est pour les vaccins. Le nouveau les vaccins comme ça. Ngày thứ hai thì anh ta đi chích vaccine lơ mạc đi. Mạc đi thì ok. Mạc đi cho viên bục cúp về cho vô. No, mardi, no, no. Mardi, la fontaine, le douche. Douche, la vie, le vestiment. Thứ ba thì anh ta đi tắm. Cho nên là đi giặt đồ, cho nên không được. Con, le con. Demain. Demain, le dimanche. Demain, cúp về cho vô, le oui. Oui, ngày mai thì ok. Hôm nay thì anh ta có lịch hẹn. Merci, merci. Ok, c'est bon, bác không nè. No. À đôm à. À đôm à. Ok. Chào bác. Ouais. Enchanté, bonjour nè. Merci, merci. Iwan có nói với Sang là hôm nay không được, anh ta rất là bận cho từ giờ tới chiều. Thì anh ta nói ngày mai thì được. Vậy hai cô chú anh chị các bạn vậy hẹn ngày mai đi. Oui. Okay. À đồng mai. Bonjour nè à ta. Merci beaucoup. Dạ. Ôi. Nó nó. Ôi. Nó nó. Ok. Ôi. Bye bye. Bye bye. Thì như cô chú anh chị và các bạn cũng đã thấy đó thì Iwan rất là dễ thương, rất là nhiệt tình. Anh ta là người vô gia cư nhưng mà rất là sạch sẽ, lịch trình rất là rõ ràng, trong một tuần anh ta phải làm gì cho ngày nào á thì rất là rõ ràng luôn. Thứ hai anh ta phải đi bác sĩ, thứ ba là đi tắm, thứ tư là đi học. Rồi thứ năm là đi đâu đó, Sang quên mất những cái lịch trình đó rồi, nhưng mà Sang biết là ngày hôm nay thì anh ta cũng còn phải lo một số giấy tờ về anh làm lại cái passport đó các bạn ạ. Khi mà làm lại passport có giấy tờ đàng hoàng ổn định rồi thì mới mới xin được việc làm của chú anh chị các bạn ạ. Hiện tại bây giờ thì anh ta không có giấy tờ gì đâu. Có cái tờ giấy mà của cảnh sát đã cấp cho mình là được đi lại ở trong đây thôi. Chứ còn và cấp cho anh ta cái passport, cái tờ giấy là bị mất giấy tờ thôi, chứ chưa có cái gì đàng hoàng hết ạ. Cho nên chưa có kiếm được việc làm. Sang rất là hy vọng mọi điều tốt đẹp đến cho Iwan. Mưa như thế này á, cái lều của Iwan vẫn đang ở kia ha. Nước mưa nó cũng không có thấm vô được. Và cái mà cái miếng bạc màu xanh mà của lần trước Sang có mua cho Iwan á, anh ta lót ở bên dưới chỗ cái thảm á, thì nó không có thấm nước lên đâu ạ. Ở bên đây có một cái lều nữa của cái cô vô gia cư mà có con chó đó. Đó.
rất là may mắn cho những người vô gia cư này á, cho hai người này thôi, là chủ nhà thờ họ cho những người vô gia cư này họ được ở tạm ở đây ấy, chứ bình thường là không có được dựng lều dựng trại gì đâu ạ. Sang á, nhiều khi thấy mấy người vô gia cư mà khó khăn, giống như là ông cụ vô gia cư mà đi chân không á, rồi những gia đình vô gia cư khác rất là muốn tặng lều, nhưng mà thực chất họ không có được dựng lều dựng trại gì ở trong trung tâm đâu ạ. Họ ở phải có chỗ tập trung mới được, cô chú anh chị và các bạn ạ. Ok, bây giờ Sang đi xuống dưới đây để xem coi có gia đình nào có duyên với mình thì mình giúp ha. Ok, video của Sang hôm nay xin tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn ở video sau tiếp theo của Sang nha. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn xem và theo dõi Sang Thị Nở Cuộc Sống Mỹ. Cảm ơn rất là nhiều và hẹn gặp lại. Xin bye bye. Hôm nay hai mẹ con Sang Thị Nở không có đủ duyên để gặp gia đình vô gia cư nào rồi các bạn ạ. Cho nên là hai mẹ con đang tính đi về. Hai mẹ con đang đi xuống cái chỗ mà đường hầm của xe điện ngầm ở đây. Thì đi trước khi đi xuống thì đi ngang qua cái chỗ mà gallery này. Ở đây thì Sang thấy là đã qua cái Noel rồi, nhưng mà họ trưng bày vẫn còn để đèn để trưng bày này, rất là đẹp luôn ạ. Và hiện tại bây giờ ở Mỹ đang là mùa sale, là mùa giảm giá đó cô chú anh chị và các bạn. Tất cả mọi đồ đạc tự giảm giá từ 20, 30, 50, 70% luôn ạ. Đó, rất là, và Sang thấy những cái đèn ở đây rất là đẹp luôn. Lâu lâu Sang đi Sang đĩa vô chút. Ở bên phía trong cái gallery này ấy, thì Sang thấy là có rất là nhiều tiệm quần áo, rồi còn những tiệm khác nữa. Còn ở phía bên trên là casino đó, thưa cô chú anh chị và các bạn. Ở cái chỗ gallery casino này thì họ làm và trang trí đẹp lắm. Và bây giờ thôi Sang đi xuống chỗ xe điện ngầm đây ạ. Bye bye mọi người.